sĩ Thanh Hoàng sẽ đối đầu với võ sĩ của đội chủ nhà Campuchia. Võ sĩ của chúng ta là võ sĩ ở góc đài màu xanh, đối đầu võ sĩ nữ bạn ở góc đài màu đỏ. Xin lỗi quý vị, đây là võ sĩ Thùy Giang. Thùy Giang là võ sĩ góc đài màu xanh sẽ đối đầu với võ sĩ nước chủ nhà. Đây là trận đấu hạng cân 50 kg. Hiện nay thì võ sĩ của chúng ta đang rất tiến vương với tỷ số là 2-1. Một điểm tiếp theo cho võ sĩ Việt Nam. Hai điểm tiếp theo cho võ sĩ Việt Nam. Chúng ta đang dắt đối phương với tỷ số 4-1. Sự áp đảo của võ sĩ Thùy Giang của đội tuyển quốc gia Việt Nam. 6-1 rồi. Với nội dung đánh trên tạm này thì các võ sĩ chỉ được ra đòn với sức sát thương ít, nhẹ hơn. Tỷ số là 7-2 nghiêng về võ sĩ Thùy Giang của đội tuyển chúng ta. Một cách biệt quá lớn. Lại một cú đánh chính xác nữa. Và một điểm tiếp theo cho võ sĩ của chúng ta. 8-2. Một cú đá rất nặng và thêm một cú đá nữa của võ sĩ của chúng ta. Tỷ số võ sĩ dẫn đối thủ với tỷ số là 9-2. Một cách biệt quá lớn với đẳng cấp. Một điểm nữa và 10-2 rồi. Đây là bảng điểm. 10-2 là cách biệt của đại diện Việt Nam trước đối thủ đến từ Campuchia, của đối thủ đến từ nước chủ nhà. Này thì võ sĩ Thùy Giang của chúng ta sẽ thi đấu với một tinh thần vô cùng thoải mái. Và cần 2 điểm nữa thôi thì trận đấu sẽ khép lại khi võ sĩ của chúng ta sẽ thắng trắng. Và đây là những gương mặt rạng rỡ của đội tuyển kickboxing Việt Nam tham dự giải kickboxing châu Á được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Và chúng ta sẽ đến hiệp đấu thứ hai. Một điểm tiếp theo. 11-2. Một điểm nữa thì trận đấu sẽ khép lại khi chúng ta cách biệt là 10 điểm. Tỷ số là 11-2 khi cả hai vừa có điểm trong tình huống vừa rồi. Tỷ số vẫn là 11-2. Và bây giờ thì ba trọng tài đã giơ số 1 lên và 12-2. Cách biệt 10 điểm và võ sĩ Thùy Giang của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt trước đối phương ở trong khoảng thời gian rất ngắn. 1 phút 45 giây của hiệp thi đấu thứ hai. Cách biệt 10 điểm, chênh lệch về đẳng cấp trình độ giữa võ sĩ kickboxing Việt Nam và võ sĩ kickboxing của nước chủ nhà Campuchia. Cách biệt rất lớn, 10-2.